Chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu các bạn video tay chân sạc của Samsung Galaxy A5. Samsung Galaxy A5 Pro. Khi quý khách gặp các sự cố trục trặc liên quan đến chân sạc của Samsung Galaxy A5 Duo, khách hàng có thể đến các địa chỉ Di động Cao cấp.vn để tư vấn và hướng dẫn xử lý các sự cố liên quan đến chân sạc này. Đây là cả một cụm bộ phím và cụm gồm chân sạc mic. Phím home. Phím back. Menu Samsung Galaxy A5. Đó, khi gặp phải trục trặc ta thay cả cụm này, cáp này đã khắc phục hết các lỗi có liên quan đến chân sạc Samsung Galaxy A5. Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466 750 99 để tư vấn và xử lý sự cố.